ơi. Hello gì chứ? Mẫu chưa gì chứ? Vợ nó tao bị đen đi xỉ. Hả? Ai lụ đi nè. Ủa bữa nay đi khám là bác sĩ chưa cho lịch mẫu nữa hả? Chưa. Kéo đưa thuốc này về thử đường. Chỉ cầu quá trời rồi. Rồi vô trỏng, bữa nay đi vô trỏng rồi bác sĩ đo đường nè. Rồi có thử máu không? Giấy trong đây quá trời á, nó đi nhiều lắm. Chỉ đưa hai hộp này về thở. Đưa hai hộp đó về thở hả? Nó nói đường. Không, rồi bây giờ là kết luận là hôm nay là bác sĩ nói về chức sao? Nè, có giấy tờ mày coi tao mới biết chứ sao có biết. Ôi, là bác sĩ chỉ đưa giấy thôi hả? Chứ tao không có nói sao bệnh tình sao để tao chứng. Đường lên. Đường lên. Đường lên chưa được mẫu nữa. Đường lên chưa được mổ. Ừ. Rồi bác sĩ người ta không có yêu cầu mình ở lại mình nhập viện để người ta theo dõi hả? Đã ta cho về nhà, ta nói là 4 ngày trở lên tự tiết nữa. Nói đường lên nặng quá. Vậy đây chứ. Vậy giấy đem về đóng kìa, giấy đủ thứ hết. Dạ. À, bệnh đi viện và bệnh viện bú nữa. Rồi bữa nay ai chở chắc đi bệnh viện dạ. Nhà. Người nhà vậy chắc hả? À. À. Lâm nó đâu vô đâu, người nhà vô. Thôi bây giờ. Tiền thôi bây giờ để con trò chuyện với cái người nhà chắc chút xíu rồi có gì con vô tâm sự chắc sau nha. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là Thái đang trò chuyện với một người thân của dì chức, là do là dì không có muốn quay hình nữa mọi người. Là Thái chỉ trò chuyện với dì để cho cả nhà mình biết là ngày hôm nay là dì đưa dì chức vô bệnh viện thì bác sĩ nói như thế nào về bệnh tình của dì. Thì bây giờ là dì ơi, cho con biết là bây giờ sáng á là dì đưa dì chức vô bệnh viện thì bác sĩ nói sao dì chứ dì? Thì đường lên nên không có mổ được, mà nếu mổ phải chờ đường hạ mà cứ gì hoài mà không thể nào nói được thì phải chờ đường hạ bả hạn 5.000 lần. Năm ngày hoài chắc phải kiếm cái dạng dịch vụ cho bà mà dịch vụ thường thôi mới là cho bà làm, ta có cái phương hướng có cái cách chứ còn cái bảo hiểm nó càng không đâu mà. Ô mà đi làm hiện nay là mình đang khám về chức là khám về cái mảng là bảo hiểm đúng không? Bảo hiểm. Rồi con cũng nghe nói là bảo hiểm nó lâu lắm. Lâu lắm. Nó tới lui cả tháng trời mà nó cũng biết định cho mình. Dạ. Nó có nói đường lên chứ mà thử dịch vụ đi, nó có cái phương hướng nó làm. Để giờ cũng coi giờ mời vô cái biển ở phường cho bà. Ở ngày vô một trai vậy đó. Dạ. Bà ổn định lại coi sao. Còn giờ mỗi dịch vụ thì phải tiền. Dạ đúng rồi, mỗi dịch vụ thì cái số tiền nó rất là cao nhưng mà người ta sẽ có những cái biện pháp mà người ta làm liền cho mình. Còn ở mình mà đi cái vụ mà cái theo cái hướng mà bảo hiểm này thì nó rất là lâu luôn á. Nó cứ ba họ nó kêu mình đi làm cái này, còn họ kia đi làm cái kia. Rồi nó kéo dài, với lại về chức thì lớn tuổi rồi nè. Rồi với lại đi tới đi lui hoài trong bệnh viện thì cái sức khỏe thì chức nó không có tốt nữa. Đó. Thì hôm nay là em chỉ cập nhật cho mọi người về cái tình hình của dì chức như vậy thôi. Thì chắc các phương hướng tới là có lẽ là sẽ đi dịch vụ cả nhà ơi. Tại vì cũng muốn cho dì chức mổ sớm để cho sức khỏe dì chức sớm bình phục của cả nhà. Đó. Mình cũng phải dịch vụ thường thôi chứ không phải cao cấp. Dịch vụ thường, dạ. Như dịch vụ nó có hai loại cao cấp nhưng mình đi thường thôi. Dạ. Cho người ta giải quyết nó lại á. Đó cả nhà, thì bây giờ thì Thái sẽ vào trò chuyện với dì chức tiếp đi cả nhà ơi. Rồi nói chung là ngày hôm nay giống như là về khám xong là bác sĩ chỉ cho y biết là đường lên thôi, rồi là sẽ đợi nữa. Mà con thấy khám theo cái hướng bảo hiểm này thấy nó lâu quá, chắc sẽ có cái hướng khác. Tại vì con mới trò chuyện với người thân của dì thì chắc có lẽ là sẽ đưa dì đi qua cái hướng là sẽ đi mẫu dịch vụ, nhưng mà mẫu dịch vụ thường thôi. Là ngày hôm nay là về đi khám về, bữa nay dì chắc đi khám về mấy giờ? Mới về cứ tùy nè. À mới về thất thì luôn hả? Vậy là bữa nay nghỉ ngày rồi ngày mai ngày mốt. Xỉn he. Sao? Xỉn he, đó mày chụp ông nó đi. Xỉn hen hả?
đâu đâu coi coi là ta nói là chức vị gì. Xịt vô họng á. À xịt. Nè. Nè, này xịt ta. À cái này là hen suyễn mà. Xua đâu ta? Phải không? Phải đúng không mọi người? Cái này là cái chai xịt nè, đưa lên hai chai. Để là để cái này là chai xịt đó mọi người, chắc cái hen suyễn quá, thấy nghĩ là chắc xịt, có nghĩa là chắc nhiều khi chắc khó thở hay đó, chắc xịt vô là dễ thở đúng không? Nó thôi bệnh này thôi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào nó người ta cho đợi người nhà gì chắc nè, coi tìm cái chỗ nào dịch vụ á, cho nó rẻ đó rồi đưa chắc đi mổ. Tại vì Thái cũng có nghe Lâm nói cả nhà, cái này là Lâm nói thôi, còn với lại có một nói chung một người Mạnh Thường Quân nói chung là cũng đã nguyên góp về chức của một số tiền rồi đó, nhưng mà đợi về chức giống như là mổ, nhưng mà mổ theo cái hướng là bảo hiểm, rồi còn số tiền còn lại là để về chức, còn mổ mắt này kia nữa, với lại người ta cũng cần có giấy tờ rõ ràng để người ta mới cho đó. Thì mong là sau này khi mà về chức có đi khám hay là gì đó, về chức kêu bác sĩ ra cái to, bất cứ cái gì cũng ra to hết. Hết kìa, bé sắp lại hết rồi đó. Để cho bé sắp mắc gì, mẫu này gì. Dạ, sắp để Mạnh Thường Quân người ta biết được á, người ta giấy tờ chính xác, tại vì người ta đông sao ta mẫu trong hết từng này nè. Tại vì cái này là tiền nguyên góp chứ không phải là tiền của một cá nhân, không một mình cá nhân nào hết, đó là tiền nguyên góp của nhiều người. Bởi vì người ta cần cái sự rõ ràng. Đó. Thôi chết cho dùng. Gì? Thôi nói ông mua cái hòm mẹ cho dùng. Dạ chán quá nó mua cái hòm này. Tại hương vị cũng hết nữa, nói chung cố gắng thôi. Mà con thấy nhiều cái đó, nếu mà khám bảo hiểm là nó vậy đó. Khám bảo hiểm là nó kéo dài, nó bắt mình đi qua này đi qua cái kia, rồi đi đủ thứ nơi hết trơn á, rồi hô hấp giờ nè, hen xỉn rồi nè, cũng mơ đường nè, cũng máu nè, nó vòng vòng vậy hoài luôn. Rồi nó nói là đường lên nó không có mổ này kia, còn ở dịch vụ người ta còn dịch vụ người ta là người ta có nhiều cái biện pháp người ta làm liền, nói chung là đi dịch vụ thì nó sẽ rất là nhanh, còn mà khám ở bệnh viện á, theo cái hướng bảo hiểm á, thì nó rất là lâu, nó chỉ nên mình biết vậy đó. Thấy nó gom lại nhiều không vậy chứ, cái này thấy nó cũng gom lại đó, nó gom lại lẻ mẫu rồi mà đường mà bây giờ nè, cái vụ mà đường thì chức phải cử nhiều món có đường ấy chứ ơi, chứ bây giờ thèm thì thèm thiệt, nhưng mà cũng người mình ráng nhịn đi, mình tập từ từ ăn cái được những cái chất nào ít đường lại. Giờ mua 3 ký sầu riêng nồi ăn cho 4 chai tinh dầu, nó lầm giờ mà nó có thèm trái sầu riêng 3 ký 4 chai tinh dầu. Hẹn cho sầu riêng 3 ký 4 chai xì tinh dầu, nói lầm sẵn mua cái hộp mẹ cho bà đi. Mà kéo mày viên cầu chứ. Trời ơi. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ thì vừa qua thì Thái cũng đã cập nhật cái tình hình sức khỏe của dịch chất, thì hiện nay là bệnh viện nói chung là nó đang kéo dài thời gian, mọi người không có cho dịch chất mổ, nó cứ báo đường lên hoài, mà hổm gài á, theo Thái thấy dịch chất cũng đã kiên cử, cũng hạn chế ăn những cái đồ ngọt cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà phải vô bệnh viện thì nó thử đường lên thì nó không cho mổ. Mà Thái nghĩ á, chắc có lẽ là gia đình của dịch chức sẽ đưa dịch chức đi khám, đi mổ tư luôn ở nhà. Đó, đi mổ tư luôn. Để cho dịch chức khỏe xong cái mục này đi, dịch chức nghỉ ngơi đi. Thôi chào mọi người chắc ơi. Nè, bye bye mọi người đi nè. Bye bye mọi người.